Nhằm nâng cao giá trị hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, thành phố Công Tum tập trung xây dựng, hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Thành phố lựa chọn một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng trên địa bàn để phát triển, tạo thương hiệu, xây dựng thành sản phẩm ô cốp của địa phương, định hướng tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất hai sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia, đồng thời tăng cường vận động, thành lập, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, hướng dẫn các chủ thể phát triển các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu đặc trưng để tạo thương hiệu, xây dựng thành sản phẩm ô cốt của địa phương, tiếp tục hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, nông nghiệp xây dựng, phát triển sản phẩm, hiện nay trên địa bàn thành phố đã cấp mã số vùng trồng xuất khẩu qua Trung Quốc đối với 35 ha sầu riêng tại xã Gia Chim, phát triển mới được 49 sản phẩm ô cốp. lũy kế đến tháng 3 năm 2023, thành phố có 71 sản phẩm được đánh giá xếp hạng cấp thành phố, 59 sản phẩm được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh. Thành phố còn tập trung xây dựng các liên kết sản xuất, bước đầu hình thành các liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn đối với cây cao su, mía, lúa, cà phê từ đó giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị, hiệu quả sản phẩm nông nghiệp.